Cô chào các con. Rất vui được chào đón các con quay trở lại với giờ học âm nhạc 6. Các con thân mến, hai tuần vừa qua, cô đã hướng dẫn các con từ học tiết 1-2 của chủ đề 1, Em yêu âm nhạc. Hôm nay, cô hướng dẫn các con học tiết 3. Ở tiết 3, cô sẽ hướng dẫn các con với 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, nhạc cụ, hòa tấu. Nội dung thứ hai, thưởng thức âm nhạc, hát bè. Nội dung thứ ba, trải nghiệm và khám phá. Và bây giờ, cô mời chúng ta cùng đi vào nội dung 1, nhạc cụ, hòa tấu. Cô mời các con mở thêm nhạc hoa trang 6, theo dõi. Giờ trước, chúng ta đã được học nhạc cụ tiết tấu với thanh sách và trống nhỏ. Tiết học này, chúng ta được học thêm nhạc cụ giai điệu để cùng hòa tấu với nhạc cụ gõ. Nhạc cụ giai điệu gồm có đàn, kèn tím, sáo, vân vân. Tuy nhiên, do dịch bệnh cả con không thể đến trường, nên nội dung này chúng ta sẽ không thực hiện với nhạc cụ giai điệu được, mà cô sẽ hướng dẫn chúng ta đọc nhạc để thay thế nhạc cụ giai điệu. Cả con quan sát bài hòa tấu. Chúng ta thấy bài này là bài tập đọc nhạc số 1 mà giờ trước cả con đã được học. Nó gồm có 3 bè. Bè thứ nhất là bè giai điệu, được thể hiện bằng các nhạc cụ giai điệu. Bè 2 và 3, chúng ta dùng thanh sách và trống con để thể hiện. Và giờ cô mời chúng ta sẽ đọc giai điệu bè 1. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng đọc nhạc với bè kèn tím. Ở bè này có hai nét nhạc. Nét nhạc thứ nhất và nét nhạc thứ hai. Cô mời cả con nghe lần thứ nhất và lần thứ hai, cả con đọc theo đàn. Cả con đọc thêm một lần nữa. Nét nhạc thứ hai. Chúng ta đọc theo đàn. Và bây giờ cô tiếp tục hướng dẫn các con với bè 2 và bè 3. Bè 2, những nốt màu xanh có đuôi quay lên, các con sẽ sử dụng thanh sách để thực hiện. Bè 3 là những nốt màu đỏ có đuôi quay xuống, chúng ta sẽ sử dụng trống nhỏ. Bây giờ cô mời các con theo dõi. Các con thực hiện theo. Sau đây, cô cho các con xem video hòa tấu các nhạc cụ. Cô mời các con theo dõi. Bây giờ, chúng ta cùng vẽ bè của bài hòa tấu. Cô mời các con cùng chú ý thực hiện. Thank you.
Sau khi học xong, các con có thể thực hiện nhiều lần bài hòa tấu theo từng bè bằng cách đọc nhạc và thể hiện nhạc cụ gõ. Và bây giờ, cô mời chúng ta cùng tiếp tục bước sang nội dung 2. Chúng ta theo dõi sách giáo khoa trang 8 để tìm hiểu nội dung này. Và trước hết, cô cho các con xem về bài biểu diễn hát bè. Vậy chúng ta thấy tiết mục văn nghệ rất là hay về hát bè. Và bây giờ cô mời các con cùng trả lời các câu hỏi. Những hình thức biểu diễn hát nào có thể hát bè? Câu 2. Bè chính có nhiệm vụ gì? Bè phụ có nhiệm vụ gì? Câu 3. Hát bè tạo ra những âm thanh như thế nào? Câu 4. Nhận xét về cách hát bè ở 3 ví dụ trong sách giáo khoa, xác định bè nào là bè chính. Cô mời các con theo dõi sách giáo khoa và trả lời các câu hỏi. Và bây giờ cô mời các con cùng theo dõi. Các hình thức hát từ 2 người trở lên đều có thể hát bè. Và đây chúng ta nhìn hình ảnh. Hát bè có hai dạng cơ bản là hát bè nhỏ âm và hát bè nước tiểu với các cách tổ chức khác nhau. Các bè hát cùng thời điểm, cùng lời ca, cùng tiết tấu nhưng hát cao độ gọi là hát bè hòa âm. Cô mời các con nghe ví dụ. Các bè hát cùng lời ca và giai điệu, nhưng có bè hát trước, có bè hát sau, gọi là hát đuổi. Các con chưa hình dung. Hát bè, các bè phải hòa quyện với nhau để âm thanh được đầy đặn và giàu màu sắc. Cô mời các con cùng theo dõi video về hát bè. Thank you.
Trước khi kết thúc tiết học này, cô mời cả con cùng tham gia hoạt động trải nghiệm và khám phá rất lý thú. Với hoạt động này, cô tin là các con phải tự khám phá được khả năng sáng tác âm nhạc của mình. Trước khi vào hoạt động, các con tham gia gõ tiết tấu cùng cô. Đơn đen 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 rồi. Đơn đen 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 rồi. Trước khi vào các cái ví dụ, thì các con sẽ tự nghĩ ra các chủ đề về âm nhạc, vừa đọc theo tiết tấu âm nhạc và hát với cao độ tùy ý. Để thực hiện hoạt động này, cô cho các con xem các ví dụ trước. Sau khi các con tham khảo các ví dụ cô đưa ra, thì các con sẽ tự nghĩ ra các cái câu hát để chúng ta thực hiện. Sau khi tham khảo các ví dụ cô đưa ra, các con sẽ tự nghĩ ra các cái chủ đề âm nhạc, rồi đọc theo tiết tấu và chúng ta hát với cao độ tùy ý. Vậy là chúng ta đã thực hiện xong 3 nội dung của tiết 3, chủ đề 1. Sau khi học xong, các con có thể tập chơi các bè của bài hòa tấu. Giờ học đến đây đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các con trong các giờ học tuần tới. Thân ái chào các con.